Xin chào tất cả các bé, đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Thì ở ngày hôm nay em tổng hợp lại những cái mẫu mạch phân tầng mà hiện tại đang có bên em để cho các bé có thể xem và sử dụng những cái mạch này để về để độ chế cho các thùng loa của mình đang không có sử dụng mạch phân tầng, muốn sử dụng mạch phân tầng để cho cái loa nó cắt giảm tần số hay hơn cũng như là tốt hơn. Thay vì sử dụng các cái công tụ để cản trở cho cái loa thì các bé sử dụng luôn cái mạch, thứ nhất là về cái âm thanh nó ra hay hơn, và về cái chất lượng mà để lâu dài á, thì những cái mạch này nó sẽ đáp ứng được cho anh em muốn sử dụng nó lâu dài hơn. Thì có rất là nhiều mẫu mạch khác nhau, thì các bác xem và nhớ kỹ cái mã. Nếu mà các bác thấy cái loa của mình đang hợp với cái mẫu mạch phân tầng đó thì các bác có thể liên hệ với em. Thì đối với các bác đang sử dụng cái cấu hình loa là hai đường tiếng, và cái bát của các bác đang sử dụng là bát nhỏ đi, là bát tầm bát 30 25 đổ về, thì các bác có thể sử dụng cho em cái mạch phân tầng AB502. Thì đối với cái mạch AB502 á, thì các bác có thể sử dụng tốt từ bát 30 đổ về. Cấu hình loa sẽ là một bát và một chép. Đây, ở trên mạch của cái con này á, thì nó sẽ có các cái ký hiệu đường để cho các bác về chỉ đấu vào cái loa thôi. Thì đây đường bát thì các bác sẽ hàng vào bát nè, thì đường chép và đường in thì các bác có thể đấu vào trực tiếp trong cái cọc loa trong thùng, hoặc là các bác có thể đấu trực tiếp ở âm ly. Thì ở trên mạch thì các bác có thể nhìn thấy được đây có hai cái cụm đồng, hai cái công tụ và một cái cầu chì chống cháy. Thì đối với cái mạch phân tầng này á, thì để mà hỗ trợ tốt cho anh em thì bên em gửi đến anh em á, thì bên em sẽ hàng dây sẵn để cho anh em về chỉ có việc đấu vào loa thôi là có thể sử dụng được. Đấy, AB502, một bát một chép, mặt nguyên một bộ như thế này thì hai cái sẽ là 430.000. Và cũng là anh em với cái mặt AB502 thì nó sẽ có AB503. Thì mặt AB503 thì giá nó sẽ cao hơn chút xíu, tại vì cái mặt của nó sẽ là ba đường tiếng, tức là một bát một chung và một chép. Thì cái đường chung á, thì hay cái đường bát chép thì nó sẽ như cái đường cái lọ cái mặt hồi nãy, chỉ khác là đường chung thì nó sẽ dành cho cái đường lo trợ lời của các bác đang sử dụng. Thì ba đường tiếng này tất nhiên trên mặt sẽ có thêm một cái con tụ nữa, sẽ là có tổng ba con tụ, hai cái cuộn đồng, một cái cầu chì. Đấy, thì trên mặt cũng quá rõ ràng rồi. Thì mặt AB502 và AB503 thì nó sẽ tương tự về cái phần hỗ trợ cái phần lo bát ấy. Tức là các bác sử dụng bát 30 25 đổ về thì các bác sử dụng tốt với cái mặt này thôi. Đấy, thì mặt AB503 sẽ có giá là 480.000 cho một cặp. Thì hoặc là các bé đang sử dụng cái thiết bị loa nhỏ đi, thì các bé có thể sử dụng cái mạch của Zenith. Thì đây là cái mạch phân tầng cũng là ba đường tiếng, nhưng mà nó sẽ cho các bác về cái phần các bé thiết bị loa nhỏ muốn sử dụng mạch phân tầng thì các bé có thể sử dụng mạch này. Thì giá một mạch nó sẽ có giá là 320.000 thôi, giá rất là tốt để cho anh em sử dụng. Và nếu mà các bé đang sử dụng các thiết bị loa lớn, ví dụ như là loa sân khấu sự kiện hoặc là bát 50, bát 40 đổ về á, thì các bác có thể sử dụng cái mặt ở đây. Thì sẽ có nhiều loại khác nhau thì các bác có thể xem. Thì mặt DA2T thì nó giá một cặp nó sẽ là 880.000. Thì khi các bác nhìn vào cái mặt này nè, thì và cầm trên tay á, thì cái chất lượng của nó rất là nặng. Thì những cái mặt nặng như thế này thì linh phụ kiện trên đó rất là tốt, nên là cái mặt nó mới nặng. Thì một cặp của những cái mặt này nó rơi tầm khoảng tầm 3 kg đổ lại. Đây, cầm một chiếc trên tay nó cũng tương đối là hơn 1 kg rồi. Và trên mặt này các bác có thể nhìn thấy được những cái linh phụ kiện đây, cầm vào cũng như nhìn vào nó sẽ rất là to, hai cái cụm đồng rất là to nè, hai cái con tụ và hai cái cầu chì luôn, tới tận hai cái em xin lỗi hai cái trợ sứ. Đấy, và đây là cái mặt tản nhiệt, khi các bác sử dụng mà nó bị nóng quá thì nó sẽ cái phần này nó sẽ giúp tản nhiệt ra bớt. Và trên mặt thì thay vì sử dụng hàn dây thì ở đây họ làm cho mình đó là cái cọc nhúng, các bác chỉ cần kẹp dây vào thôi. Đấy, rất là tiện, kẹp dây vào. Mặt BA2T sẽ là hai đường tiếng, một bát và một chép, sử dụng cho bát 50 40. Thì đối với cái mặt này 880.000. Và tiếp theo là ba đường tiếng sẽ là một bát một chung và một chép, nhưng nó sẽ là BA3T. Thì mặt này đây các bác nhìn vào đi, có thể thấy được nó sẽ rất là chất lượng so với những cái hàng mà nó bị mấy cái hàng mà nó không có tốt á, thì các bác nhìn vào sẽ thấy khác biệt rất là nhiều. Đây, hai cái cụm đồng rất là to, ba tận ba cái cụm đồng, ba cái con tụ đây. Và ký hiệu của cái mặt này nó sẽ khác so với những cái mặt kia, đó là đường M, nó chỉ viết tắt thôi chứ không có viết thẳng ra. Đường M dành cho loa chung nè, đường in sẽ là các bác vào cái cọc loa trong thùng,
đường T là đường lo chép và đường W này, thì các bác sẽ vào lo bát 1.010.000 cho cái mặt BA 3T, 3 đường tiếng. Và tiếp theo sẽ là cái mặt cuối cùng, đó là cái mặt BA 25T cho các bác đang sử dụng cái cấu hình full đôi, tức là hai bát và một chép. Thì cái bát, các bác sử dụng bát 40-50 đi, thì các bác có thể sử dụng cái mặt này đây, hoặc là các bác này sử dụng hai bát hai chép, nhưng cái chép của các bác là chép giấy á, thì các bác có thể đấu hoàn toàn vào một cái đường chép này đây. W1 sẽ là ký hiệu cho bát 1 và bát 2, đây bát 1 bát 2 đường in, ba cùng đồng, ba cái con tụ, hai chỗ xứ và một mặt cản nhiệt, rất là chất lượng. Thì đối với cái mặt BA 25T giá một cặp sẽ là 980.000. Thì đối với những cái mặt mà không hàng dây á, đây mấy cái mặt mà hàng dây thì bên em sẽ hỗ trợ là hàng dây sẵn như thế này cho anh em sử dụng. Hoặc là nếu mà các bác sử dụng cái mặt này á, thì bên em sẽ tặng kèm dây, các bác về chỉ có việc đấu vào loa thôi là sử dụng, không có cần phải hàng. Thì đây ngày hôm nay em tổng hợp lại hết tất cả các mặt thông thường ở bên em đang có. Thì các bác nào mà đang thấy mặt nào phù hợp thì các bác chỉ cần liên hệ với em số điện thoại em sẽ ghi ở trên phần màn hình, hoặc là mọi thông tin ở bên em sẽ để dưới phần mô tả. Em cảm ơn em và các bác đã xem hết video này của em.